Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ly Kỳ. Ông bà ta thường nói đi đêm có ngày gặp ma. Quả nhiên điều này không hề sai, bởi chuyện tâm linh là một điều xảy ra rất bất ngờ. Ngay bây giờ chúng ta hãy theo dõi những đoạn clip của ngày hôm nay. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu một đoạn clip được một tài khoản TikTok có tên là Jananas007 đăng tải. Theo như mô tả, cô ta nói rằng hôm đó vào lúc 10 giờ tối, cô và những người bạn đang lái xe trở về từ một buổi tiệc sinh nhật thì bỗng nhiên họ phát hiện thấy một điều kỳ lạ đáng sợ xuất hiện trên một cánh đồng cỏ nơi mà họ đang chạy xe ngang qua. Thấy lạ nên cả nhóm đã chạy chậm lại để xem đó là gì. Một hình ảnh mơ hồ xuất hiện trong bụi cỏ và có lẽ nó đang tiến lại phía họ. Tuy nhiên ngay sau đó do sợ hãi nên họ đã chạy nhanh đi. Ngày hôm sau khi xem lại đoạn clip này, họ đã quyết định đăng tải lên mạng xã hội để thăm dò ý kiến của cộng đồng mạng. Nhiều người tin về tâm linh cho rằng đó rất có thể là một linh hồn lang thang của một ai đó đã được chôn cất ở đây, nhưng họ không được ai thờ cúng. Đoạn clip này được tài khoản Haleo77 đăng tải lên tài khoản của cô ta. Theo đó, thời gian clip này được quay lại là vào lúc 9 giờ tối tại Nam Phi. Người phụ nữ này nói rằng đây là ngày họ ăn mừng người cô của họ đã xuất viện bình an vô sự. Và trong ngày này, họ đã chứng kiến được một điều đáng sợ nhất trong cuộc đời của mình. Theo đó, chiếc xe lăn đã tự chuyển động khi họ đang livestream, và khi phát hiện ra điều này, tất cả họ đều đã sợ hãi mà bỏ chạy ngay lập tức. Đây là đoạn phim được một số nông dân quay lại và đăng tải lên tài khoản Freedom Different 9277. Theo như dòng mô tả thì họ nói rằng hôm đó sau khi cày bừa xong, họ tiến hành ra về, nhưng thời điểm lúc này đã là 10 giờ tối và trên con đường trở về làng không hề có đèn đường. Gần đó là một khu nghĩa địa lâu năm. Nhiều người dân trong làng nói rằng khi mặt trời lặn bóng cũng là lúc ma quỷ xuất hiện ở khu vực này. Do không tin về tâm linh nên họ mới cố gắng ở lại làm cho xong. Và đây là những gì mà họ đã gặp phải, đúng như câu đi đêm có ngày gặp ma. Và một trường hợp đi đêm gặp ma khác được một YouTuber có tên là Hasta và Mooncash Gaza đăng tải lên kênh của họ. Theo đó, đoạn clip này được camera hành trình của họ quay lại trong khi họ đang thực hiện một chuyến đi phượt về miền quê phía đông nam tỉnh Kabat, Ấn Độ. Và hãy xem họ đã gặp được những điều đáng sợ gì trong chuyến đi này. Thank you.
ஏங்க என்ன போகுது